Trở ngại lớn nhất của Bắc Kinh là tình trạng khan hiếm tuyết cho Thế vận hội mùa đông 2022. Nhưng ban tổ chức của nước này khẳng định đó không phải là vấn đề quá lớn khi Bắc Kinh có đủ nguồn lực để cung cấp tuyết nhân tạo cho các môn thi đấu. Nếu thành công, Bắc Kinh sẽ là thành phố đầu tiên trong lịch sử giành quyền đăng cai tổ chức cả Thế vận hội mùa đông và mùa hè. Trong khi Bắc Kinh tỏ ra quyết tâm, thì thành phố Boston của Mỹ lại xin rút lui để tập trung tổ chức Thế vận hội mùa hè 2 năm sau đó. Mặc dù vậy, Ủy ban Olympic của Mỹ không muốn bỏ cuộc và nhiều khả năng Los Angeles sẽ là thành phố thay thế Boston. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra trước ngày IOC bỏ phiếu công bố tên thành phố đăng cai.